Có nhiều người không biết là uống thuốc sai lầm có thể nguy hiểm đến tính mạng của mình. Ở nước Mỹ thì hàng năm có vài trăm ngàn người chết là vì uống thuốc sai. Thì uống thuốc sai có thể là do một phần đó là do nhiều người uống thuốc nhưng mà không phải là cái thuốc của mình. Có thể là mình uống thuốc của người bạn mình cho, hay là của gia đình cho, hay là trong gia đình rồi chia sẻ với nhau. Nhưng mà quý vị nên nhớ rất là cẩn thận, là vì thuốc khi bác sĩ cho một người á là chỉ cho người đó thôi. Cái thuốc nó có thể ảnh hưởng đến lá gan, đến thận của mình. Khi mà bác sĩ cho là theo cái cân lượng đó, cho nên có đôi khi uống, có nhiều có người có cái thói quen làm như vậy thì nó không có tốt. Mình uống thuốc gì thì nên mỗi lần đến bác sĩ thì đem theo hết thuốc của ở nhà, thuốc mình mua ở trong tiệm, trên counter cũng vậy, hay uống thuốc bắc, thuốc nam hay tất cả thuốc gì mình uống thì đem bỏ vô một cái bịch rồi đem theo. Và lúc đó bác sĩ mới coi, mới biết cái nào nó đối chọi lại với là cái nào. Tại vì nhiều khi cái thuốc nó đối chọi với nhau, nó làm cho mình hư lá gan, hay là có thể hư bắp thịt, rất là nguy hiểm. Bác sĩ Tình biết là cũng có một ít người bệnh nhân ở đây, trung tâm y tế Nhân Hòa, cũng nói thật, nói là có lấy thuốc của người vợ uống, của người chồng mình uống. Nhưng là vì vậy mà bác sĩ muốn nhắn lại cho mọi người biết là mình không nên làm như vậy. Tại vì cái đó rất là nguy hiểm. Cái thuốc uống của mỗi người, cái cân lượng khác nhau, cơ thể khác nhau, thì không có nên lấy của người này cho người kia. Rồi, đó là một. Cái thứ hai, thí dụ như khi thuốc, nhất là trụ sinh, có rất nhiều người xin thuốc trụ sinh, nhức đầu chút cũng muốn trụ sinh, nhảy mũi vài cái cũng xin trụ sinh, ho một vài tiếng cũng trụ sinh. Cho nên điều đó rất là nguy hiểm. Xin quý vị nên để cho bác sĩ của mình quyết định, chứ không có nên đòi hỏi. Thí dụ như khi mình nói triệu chứng ra thì để cho cái người bác sĩ quyết định là khi nào thì cần. Thường thường là bệnh cũng nặng lắm, có bị di trùng á thì mới cần uống trụ sinh. Tại vì cái trụ sinh nó chỉ trị được di trùng thôi. Còn rất là nhiều bệnh là nó do di khuẩn. Thì chẳng hạn như bị cảm, bị cảm thường, nhảy mũi, thì nó không có cần phải trụ sinh. Đa số là những như vậy. Ăn trúng cái đồ ăn mà mình có bị tiêu chảy một vài bữa, cái những cái đó nó cũng hết tự nhiên, không có cần phải uống trụ sinh đó. Nhưng mà cái quan trọng nhất là nên đi bác sĩ, thì bác sĩ sẽ quyết định, nói chuyện thì sẽ biết cái khi nào cần trụ sinh. Cho nên quý vị không có nên có cái thói quen là cái gì cũng uống trụ sinh. Nên như vậy, tại ở Việt Nam nghe nói với lại bác sĩ hồi nhỏ lớn lên thì có biết là ở Việt Nam mình chạy tới tiệm thuốc Tây thì chỉ nói cái triệu chứng thì tiệm thuốc Tây cho mình uống thuốc, đôi khi cũng cho uống trụ sinh. Cho nên cái lối mà lo cho bệnh nhân với lại một cái khoa học y khoa mà mình làm vậy thì nó không có tốt đâu, không có tốt cho bệnh nhân thôi. Cho nên rất là quan trọng. Có những cái gì câu hỏi thì quý vị gọi đến rồi làm cái hẹn đi vô, thì bác sĩ của quý vị sẽ giải thích cho nó cặn kẽ. Nhưng mà làm gì thì làm, trị cho cái bệnh mình nó an toàn, cho nó tốt. Xin cảm ơn. Nhân Hòa, sống vui, sống khỏe.